xin được chào toàn thể quý vị thính giả đang theo dõi trên kênh đọc truyện của tuấn anh à, thưa quý vị hôm nay tuấn anh xin tiếp tục gửi đến quý vị một bộ truyện tiên hiệp cổ điển mới có tựa đề là con đường nghịch thiên của tác giả vô vũ thần thiên à, đây là một à, câu chuyện tiên hiệp à, mang phong cách cổ điển với nhân vật chính là cương tư nam là một người mang trí bảo vô thượng lại còn à, tu luyện được rất là nhiều thần thông tuyệt thế à, một hành trình vô cùng cay cấn và hấp dẫn À kính mong tất cả quý vị hãy tiếp tục ủng hộ đồng hành cùng Tuấn Anh trong suốt bộ truyện này bằng cách là bấm like, đăng ký kênh và share video cho mọi người cùng nghe. Và ngay sau đây thì xin kính mời quý vị cùng theo dõi nội dung tập 1 của bộ truyện qua giọng đọc của Tuấn Anh. Con đường kịch thiên, tập 1. Đại hoàng bao la mờ mịt mây mù lượn lờ. Thế núi hùng vĩ, thanh tùng đứng ngạo nghễ, dãy núi phản khe bị vô số cổ thụ che trời bao trùm như thần kiếm xuyên thẳng vân tiêu. Ở chỗ sâu trong đại hoang, hồ gầm vượn hót, ác điều kêu réo, có hồng hoang dị trùng hoành hành. Bỗng nhiên, trong rừng rậm xa xa, một thân ảnh chạy vội về phía trước. Đây là một thiếu niên thanh tú, ước chừng 14-15 tuổi, dáng người thon dài kiện tráng, chỉ là áo bào trên người có chút tổn hại, vết máu lốm đa lốm đốm. sắc mặt của hắn tràn đầy lo lắng, tuy chạy trốn tốc độ rất nhanh nhưng mà khí tức trên thân có chút hỗn loạn thế cho nên bước chân có chút phủ phiếm nhanh một chút mong một chút nữa chỉ cần bay qua ngọn đuôi phía trước là khu vực huyền vũ xoành đóng quân bọn hắn tuyệt đối không dám ở chỗ đó giết ta thiêu niên tự nói với mình hắn điều chỉnh lại hô hấp đè xuống nội tâm bối rối bắt buộc mình tỉnh táo lại đây là sống chết trước mắt hắn nhất định phải bảo trì trấn tĩnh mới có thể đoạt được một tia sinh cơ. Theo điền từ trong lòng lấy ra một cái hộp gỗ tử đàn, nhẹ nhàng, nhàng mở ra, một viên đan dược hỏa hồng sắc xuất hiện, cỡ nắm tay của Hải Nhi. Toàn thân của nó lưu chuyển xích hà mịt mờ, hiện lên lòng hồ trì tượng, lóe ra hào quang hoa mỹ, hương khí sông thẳng vào mũi. Hắn mãnh liệt người mấy ngụm, khuôn mặt tái nhợt dần dần hồng nhuận hơn. Một dòng nước ấm đi tức trí bách hài. Hắn cảm giác được lực lượng của mình lại được khôi phục. Hoàng Thiên Hoa, uổng ta coi người là hào hữu chí giao, vì một viên long hổ đại đan, người muốn lấy tính mạng của ta, còn tiền nhân tần như tuyết, cùng ta có hôn ước, lại thông đồng Hoàng Thiên Hoa hại ta. Chờ ta tránh được kiếp nạn này, lại cùng các người tính toán nợ nần một lần. Sắc mặt của người thiếu niên có chút vạn vẹo, tràn đầy thành sắc thống khổ. Nhưng mà hắn không dám có chút chậm trễ, Thu lòng hồ đại đàn trong tay vào ngực, lao về ngọn núi phía trước. Thu! Bỗng nhiên trên không trung truyền đến từng tiếng ừng mình to rõ. Đáng chết! Nhanh như vậy đã đuổi tới rồi. Thiêu niên này biến sắc, huyết khí toàn thân như cầu vồng, tốc độ lập tức lại gia tăng lên một phần, cả người mang theo một loại điên cuồng. Nơi phía trước, rừng cây nồng đậm bắt đầu thừa thớt, ánh mặt trời từ đỉnh đầu rơi xuống. Thiêu niên phảng phất như thấy được hy vọng nào đó hô hấp trở nên dồn dập thân hình mạnh mẽ thoát ra khương tư nam lưu lại long hồ đại đan đi ta có thể tha cho ngươi một mạng tiếng hồ như xét đánh từ trên không trung nổ vang một thân ảnh lập tức từ trên đỉnh đầu khương tư nam bắn xuống mang theo một loại lực lượng không thể địch nổi như thái sơn áp đỉnh bao phủ khương tư nam khương tư nam biến sắc không kịp nghĩ nhiều thân hình dùng một loại quỹ tích kỳ dị hiện lên lập tức lách mình tránh ra đành một tiếng đại địa rung rung đó là một chân hùng hăng chỉ địa đập vào trong đại địa đại địa lập tức rạn nứt loạn thạch bành tứ tung xung quanh cầu thụ che trời đều đột nhiên lay động vô số la rụng như cuồng phong đảo qua bay lả tả rơi xuống một thanh niên mặc cầm bào xuất hiện ở trước mặt khương tư nam khuôn mặt tuấn lãng dáng người thon dài Tán ra lực lượng vô cùng cuồng bạo giống như cười mà không phải cười nhìn chằm chằm vào khương tư nam Hoàng Thiên Hoa. Khương Tư Nam vừa nhìn thấy thanh niên này, sắc mặt lập tức khó coi. Vào thời khắc này, tiếng ưng minh lại vang lên. Một con hùng ưng cực lớn rơi vào bên trên người của thanh niên. Hùng ưng dài khắp lần giáp màu đen, ánh mắt lạnh như băng nhìn xuống. Trên lưng của con hắc ưng bay xuống một nữ nhân, trên người mặc váy dài màu xanh da trời, khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần, da thịt tuyết trắng, mang theo ba phần vũ mị, bước liên tục nhẹ nhàng chập chờn sinh tư. Giờ phút này, sắc mặt của nàng bình tĩnh nhìn Khương Tư Nam mà nói. Từ Nam, Long Hồ Đại Đan này không phải người có thể có được. Người giao nó trả đây, chúng ta sẽ cho người những thứ khác đền bù tổn thất. Đền bù tổn thất ư? Nực <cười>, cười. Nhìn thấy nữ tử áo lam này, trong nội tâm của Khương Tư Nam vô cùng đáng chát. Trong ánh mắt, toát ra ý khinh thường cùng thần sắc trào phúng. Tần như tuyết, không nói đến bảo tàng kia vốn chính để ta phát hiện ra, trong đó tôi cấm sớm đã bị các người đoạt đi huống chi long hồ đại đan này chính là linh đàn vô thượng có thể để cho người ta tốc hành tiền thiên tông sư cảnh cả người có thể cầm cái gì đến để đền bù tổn thất cho ta khương tư nam là cháu trai của một đại càn vương triều tấn quốc võ thành vương khương viễn sơn cùng với cháu gái của ninh quốc công tần hạo nhiên tần như tuyết thuở nhỏ định ra hồn ước mà hoàng thiên hoa là nhi tử của đương triều hoàng thái sư cùng với Khương Tư Nam rất có giao hảo. Khương Tư Nam từ 10 tuổi bắt đầu tu luyện. Trong vòng một năm liền phá tứ trọng, đã tới hậu thiên cảnh đệ tứ trọng, được xưng là kỳ tài trăm năm khó gặp của Ngọc Kinh Thành. Thời điểm tất cả mọi người cho là hắn sẽ nhất cổ tác khí, liền phá cửu trọng, hậu thiên tới tiền thiên, trở thành tông sư tiên thiên cảnh trẻ tuổi nhất đại càn Vương Triều. Khương Tư Nam lại kẹt ở hậu thiên tứ trọng, liên tục 5 năm không có đột phá. Năm năm nay, bất luận hắn cố gắng như thế nào, phục dụng bao nhiêu linh dược, có tiền thiền đại tông sư xa xa, hào phí tiền thiền chân khí, tự mình vì hắn quán đỉnh, cũng không thể để cho hắn đột phá được. Một tháng trước, hắn trong lúc vô tình nhận được một bức tàng bảo đồ, trải qua phòng đoán để cho hắn vững tin hẳn là bảo tàng động phục siêu việt cường giả tiên thiên cảnh. Cái này để cho hắn kích động không thôi. Nói không chừng có thể tìm được cơ duyên để cho hắn đột phá. Hắn không có nói cho Gia Gia biết, chỉ muốn đến lúc đó cho người một điều kinh hỉ. Phụng trộm hẹn hào hữu Hoàng Thiên Hoa cùng vị hôn thê Tần Như Tuyết đến Đại Hoàng Sơn tầm bảo. Trải qua nguy hiểm trùng trùng điệp điệp, suốt cuộc tìm được bảo tàng đồng phủ, phát hiện trong đó có một cái túi gấm như là túi trữ vật trong truyền thuyết, còn có một cái hộp gỗ từ đàn giấu Long Hồ Đại Đan. Long Hồ Đại Đan, đây chính là tiền đạo tổng môn trong truyền thuyết vẫn có thể luyện chế ra linh đan, có thể làm cho người ta lập tức đạt tới tiên thiên cảnh giới, lập tức để cho ba người bọn họ đều đậm tông không thôi. Nhưng mà Khương Tư Nam lại nhạy cảm phát hiện, Hoàng Thiên Hoa vậy mà toát ra một tiền sát cơ đối với mình. Trên bảo động nhân tâm, huống chi là tiên gia linh đan có thể đạt được lực lượng cường đại, để cho Khương Tư Nam vừa sợ vừa giận nhất chính là Tần Như Tuyết vậy mà ngầm đồng ý là hành vi này của Hoàng Thiên Hoa. Vì vậy Khương Tư Nam quyết định thật nhanh Đoạt Long Hồ Đan đi Hơn nữa học phí tiền ra linh phủ Thần hành phủ Mà ra ra cho mình Trốn ra khỏi bảo tàng động phủ Nhưng mà thần hành phủ Chỉ có thể ra trì ngàn giảm Hơn nữa hạng ưng của Hoàng Thiên Hoa Cũng là một hoàng thú phẩm dài không thấp Tốc độ cực kỳ nhanh Cuối cùng vẫn bị bọn hắn đuổi kịp Khương Tư Nam Hiện tại như tuyết đã là hậu thiên cửu trọng Chỉ cần luyện hóa viên Long Hồ Đại Đan này có thể đạt tới tiền thiên cảnh ngươi là củi mục năm năm cũng có đột phá được đâu long hồ đại đan ở trong tay của ngươi chỉ là lãng phí thôi hơn nữa dùng cảnh giới của ngươi bây giờ coi như ăn vào long hồ đại đan cũng chỉ có thể bị dược lực khổng lồ chống đỡ người rào ra long hồ đại đan này chúng ta cam đoan người có thể được đền bù tổn thất thỏa mãn hoàng thiên hoa khẽ cười nói một bộ cả người lẫn vận vô hại cùng với tần như tuyết đứng chung một chỗ tựa như một đội bích nhân. Trong nội tâm của Khương Tư Nam đau nhức kịch liệt, nhìn Tần Như Tuyết vẻ mặt lạnh nhạt, cảm giác hai người đối diện càng ngày càng lạ lẫm. Như hôm nay, lần đầu tiên nhận thức bọn hắn vậy. Sao Long Hồ Đại Đan ra ư? Chỉ sợ ta vừa sao ra liền là tử kỳ của ta rồi. Khương Tư Nam lại là cười lạnh lạnh nói. Khương Tư Nam biết rõ, sợ dĩ Hoàng Thiên Hoa nói như vậy là sợ mình bị ép hủy diệt Long Hồ Đan từ nam người sao nó ra đây ta cam đoan không có người sẽ động tới người đâu tần như tuyết nhẹ giọng nói ra bỗng nhìn mặt mũi của nàng trở nên có chút điềm đạm và đáng yêu từ nam à người không phải thích ta nhất sao đưa đồng hồ đại đan cho ta đi ta thật sự rất thích viên linh đan này thanh âm của tần như tuyết như ngọc châu thành thúy vang lên trong ánh mắt của nàng còn có hai vòng xoáy như ẩn như hiện tản mát ra quang mang nhàn nhạt, nhạt khương nam bỗng nhiên cảm thấy đầu của mình trầm trầm xuống không hiểu trong nội tâm đau xót cầm hộp cỗ tử đàn đi đến chỗ tần như tuyết hoàng thiên hoa cùng tần như tuyết nhìn nhau cười cười hoàng thiên hoa gật gật đầu thân thể lập tức thoát ra một tay chộp tới hộp cỗ tử đàn tay kia hóa thành trưởng hình chụp về phía lồng ngực của khương tư nam giống một tiếng hổ gầm mạnh liệt ở trong đầu khương tư nam vang lên hắn lập tức từ trong huyễn cảnh tỉnh lại chứng kiến hoàng thiên hoa đã sắp chạm đến hộp cỗ tử đàn hắn lập tức thu hộp cỗ từ đàn trở về oanh ra một chiêu mãnh hổ xuống núi tay nết quyền ấn mang theo một loại khí thế vô cùng cuồng bạo cùng hoàng thiên hoa chạm nhau một trường cái gì ánh mắt của hoàng thiên hoa lóe lên không nghĩ tới cường tư nam về mặt lập tức liền từ trong huyễn thuật của tần như tiết tỉnh lại sát cơ không khỏi bắn ra bốn phía lực lượng trong tay toàn lực bộc phát ra đoành chỉ nghe thấy tiếng răng rắc giòn vang cánh tay của Khương Tư Nam bị bẻ gãy, phun ra một ngụm máu tươi, thân thể quẳng băng ra ngoài. Sau lưng, một mảnh trắng xóa, ánh mặt trời rơi vãi, Thanh Tùng đứng vững, gốc cây vợt quanh, dĩ nhiên là một vách núi đá. Khương Tư Nam đã lâm vào tuyệt cảnh. Tiện nhân, ngươi lại dám dùng huyễn thuật để đánh lén ta. Sắc mặt của Khương Tư Nam trắng bạch đứng lên. Tùy một cánh tay bị gãy rồi, nhưng mà tay còn lại vẫn đang chăm chú, nắm chặt hộp gỗ tử đàn vách núi sau lưng đã để cho hắn tuyệt ý niệm chạy trốn trong đầu trong lòng thầm quyết định muốn kích phát một chiêu cận cái cái chết cũng muốn trước đó hủy viên lòng hồ đại đan này đi tần như tuyết khẽ cau mày vẫn thản nhiên nói từ Nam à, viên lòng hồ đại đan này ở trong tay của ngươi là họa không phải là phúc giao nó cho ta về ngọc kinh thành thanh thản ổn định làm tiểu vương gia của ngươi đi chúng ta cam đoan sẽ thẳng ngươi trở về khương từ nam ngươi đừng có mà rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt Ta cuối cùng hỏi ngươi một câu Ngươi có giao đồ ra không Sắc mặt của Hoàng Thiên Hoa lạnh như băng Trước kia phong độ toàn bộ biến mất Trong ánh mắt tràn đầy là sát ý <laughs> Tần như tuyết Ta và ngươi thuở nhỏ đã có hồn ước Ngươi lại ở sau lưng ta cấu kết với Hoàng Thiên Hoa Muốn mưu hại ta Đó là bất trùng Hoàng Thiên Hoa Ta xem ngươi là bằng hữu Chia sẻ tăng bảo đồ cùng ngươi Ngươi lại vì bảo vật muốn giết ta Đó là bất nghĩa Hai người các ngươi không để ý nhân luân đạo đức, không chú ý tình nghĩa huỳnh đệ, làm ra sự tình cầu thả, đó là bất nhân. Gian phu dâm phụ, bất trùng, bất nghĩa, bất nhân như các ngươi, lại có thể diện gì mà yêu cầu ta giao long hồ đại đan cho các ngươi? Thường tư nam biết rõ hẳn là phải chết, dứt khoát thông suốt, toàn bộ nói ra lời nói trong nội tâm. Hoàng Thiên Hoa cùng Tần Như Tuyết đột nhiên biến sắc. Nếu như lời này bị truyền đến Ngọc Kinh Thành, thiên hạ to lớn, mặc dù gia tộc bọn họ quyền nghiêng một nước, nhưng mà Ngọc Kinh Thành cũng không có còn nơi cho bọn hắn sống yên ổn nữa rồi. Khương Tử Nam nhất định phải chết. Hai người bọn họ đồng thời hạ quyết tâm, không còn che giấu chút nào. Ánh mắt tràn đầy sát cơ như thực chất. Muốn giết ta, vậy thì cùng đi chết đi. Khương Tử Nam cất tiếng cười to, tóc đen bay lên. Trong ánh mắt tràn đầy điên cuồng, hộp gỗ tử đàn trong tay hắn lập tức nát bấy. Long hồ đại đan tản ra xích cả linh quang, lập tức vùi vào trong miệng. Người muốn chết sắc mặt của hoàng thiên hòa cùng Tân như tuyết đại biến vô cùng nổi giận hai người đồng thời ra tay lực lượng khủng bố lập tức đánh úp về phía cường tư nam long hồ đại đan chính là vô lượng tinh đan tuy có thể trợ giúp hậu thiên cảnh tốc hành tiền thiên cảnh nhưng mà cũng cần có tiền thiên tổng sự ở một bên bảo vệ bằng không thì tinh hoa dược lực vô cùng khổng lồ cũng không phải là cường giả hậu thiên cảnh có khả năng luyện hóa mạo muội mà phục dụng nhẹ thì toàn thân kinh mạch đất đoạn biến thành phế nhân năng thì tinh hoa dược lực chống đỡ bạo, sau đó hải cốt không còn. Hiện tại cường từ nam chính là trạng thái như vậy, dược lực vô cùng khổng lồ như đại giang sông lớn mang tất cả toàn thân, toàn thân của hắn như bốc lên ngọn lửa, tinh hoa linh dược phóng ra hào quang xích hà. ở trong kinh mạch của hắn tàn sát bừa bãi. trên người của hắn huyết khí ngập trời, mạch máu bạo liệt, căn bản không cách nào thừa nhận được dược lực khổng lồ như thế cả, người như là huyết nhân. Khương Tư Nam ngửa mặt lên trời gào thét, tóc đen phiêu tán, trong ánh mắt của hắn tràn đầy hào quang khát máu, khí tức vô cùng cuồng bạo. Hắn đột nhiên quay người, ánh mắt vô cùng lạnh khốc, gắt cao nhìn chằm chằm vào Hoàng tiên Hoa cùng Tần Như Tuyết mà sông lên. Giáng Long phục hồ quyền, thức thứ tư, mãnh hổ khiếu thiên. Hai tay của hắn hiện lên hổ hình, huyết khí mãnh liệt vô cùng vô tận, ở phía sau hắn tạo thành một hư ảnh mãnh hổ. Đôi đá chung quanh bạo toái, bằng theo khí thế không thể địch nổi, hùng hăng oanh về phía hai người. Hiện tại, hắn cần nhanh chóng phát tiết cỗ lực lượng này, bằng không thì rất có thể sẽ bị tinh hoa dược lực chống đỡ mà tự bảo. Bởi vậy, hắn đọng nghĩa không thể chùn bước ra tay. Hơn nữa, vừa ra tay là tuyệt học hậu thiên cảnh của võ thành vương phủ, sáng lòng phục hộ quyền. Cảm nhận được lực lượng không thể địch nổi kia, Hoàng Thiên Hoa cùng Tần Dư Tuyết đều sắc mặt khẽ biến, vậy mà có thể thi triển mãnh hổ khiếu thiên đến loại cảnh giới này. Nhưng mà củi mục chính là củi mục thôi. Cảnh giới tuyệt đối áp chế, không phải người có thể tưởng tượng. Thật tình thần quyền, lạc tình thức. Hoàng Thiên Hoa cười mạnh một tiếng, ra quyền như gió. Hai tay nào qua, nhưng ngôi sao vẫn lạc. Không khí lập tức nổ tung, mang theo khí thế trầm trọng mãnh liệt đập phá lên. Sang mặt của tần dư tuyết bình thản, Ngọc Trường vỗ nhẹ nhẹ ra. Trên không trung, kéo lê ảo ảnh trùng trùng điệp điệp tựa như lá sen giãn ra gợn sóng trùng điệp nhưng lại cất giấu sát cờ chí mạng đây là tuyệt học của ninh quốc công nhất tộc điệp lãng thanh liên trường điệp lãng thanh liên trường trường pháp tình diệu phô xong truyền tấn công người sơ hở hơn nữa một trường đánh ra giống như sóng sóng trùng trùng điệp điệp trường lực điệp xa cao nhất có thể điệp ra cửu trọng có uy lực vô cùng năm đó ninh quốc công là dựa vào điệp lãng thành liền trưởng luyện đến đại thành chém liên tục màn tộc bảy đại tướng công chiếm màn tộc bảy thanh tri vì đại can vương triều khai cường khoát thổ bởi có địa vị ninh quốc công phủ vô cùng hiền hách hôm nay rầm 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 một quyền vô cùng cuồng bạo của Cường tư nam cũng hai người đối chiến không khí lập tức nổ bùng mang tất cả bát vương cổ thụ chung quanh kịch liệt rung rung loạn thạch bay tứ phía đại địa nổ vang rung động Khương Tư Nam kêu lên một tiếng thống khổ, nhổ ra một ngụm máu tươi. Thân thể bị đẩy lùi vài chục trượng, mà thân hình của Hoàng Thiên Hoa cùng Tân Như Tuyết cũng hơi chấn động, lùi về phía sau mấy bước. Khương Tư Nam cùng dù sao, cũng chỉ là hậu thiên tứ trọng, toàn thân chỉ có hai nghìn cân lực lượng. Nhưng mà Hoàng Thiên Hoa là hậu thiên bát trọng, Tân Như Tuyết là hậu thiên cửu trọng, đều là viễn siêu mạnh hơn hắn. Tuy hắn thường theo dược lực của Long Hồ Đại Đan, bão phát lực công kích tăng thêm vài lần, nhưng vẫn yếu hơn bọn hắn một bậc. <laughs> thống khoai, thống khoai lắm, lại đến đây đi. Khương Tư Nam cười to, một quyền mới vừa rồi kia đã thổ lộ ra một ít khí lược của lòng hổ đại đan. Nhưng mà thân thể của hắn giờ phút này như trước vô cùng không xong rồi. Rất nhiều kinh mạch đều đã nứt ra, áo trắng bị nhuộm thành huyết y. Trận chiến này qua đi, khẳng định là triệt để biến thành một tên phế nhân như hắn. Mãnh hổ xuống núi, Khương Tư Nam nổi giận gầm lên một tiếng, tụ tập lực lượng toàn thân. Hai đấm đều xuất hiện, hắn đã có tầm tư đồng quy vô tận, bởi vậy hết thảy đều thông suốt. Huyết dịch toàn thân như răng hà mãnh liệt, huyết khí tràn ngập, Tình hòa dược lực của Long Hổ Đại Đan phát ra xích hà, bao phủ toàn thân hắn, thoạt nhìn như là hỏa nhân. Muốn tìm chết. Sắc mặt của Hoàng Thiên Hoa tái nhợt, cầm nghĩ tới Long Hổ Đại Đan lại bị Khương Tư Nam dùng được, để cho kế hoạch của hắn thất bại trong ánh mắt sát cơ bừng bừng một chút cũng không tiêu tình thi truyền ra thất tinh thần quyền giống như sao băng trụy lạc có một loại xu thế hủy diệt hết thảy tộc chiến tộc thắng bên này cái khu vực huyền vũ doanh trong quân không xa nếu đưa tới cường giả trong đó chú ý vậy thì phiền phức to rồi thanh âm của tần dư tuyết thành thúy dễ nghe nhưng mà nghe vào trong tay của khương từ nam lại càng cảm giác nội tâm lạnh như băng điệp lãng thanh liên trưởng thất trọng lãng sắc mặt của tần như tuyết bình tĩnh Ao làm phiêu nhiên như tiên tử thân hình của nàng nhẹ nhàng nhưng mà bỗng nhiên một trường đánh ra lại mang theo một loại ý cảnh sóng cồn ngập trời trung trung điệp điệp đánh úp lại lực lượng không thể địch nổi bộc phát kia mãnh hổ thân trăng mãnh hổ phiên thân sắc mặt của khương từ nam điên cuồng ánh mắt vô cùng quyết liệt liên tiếp sử dụng hai đại sát chiều trong giáng long phục hồi quyền hắn biết rõ cảnh giới của mình thấp kém luận về chiêu thức tình diệu khẳng định so ra kém hai người kia, chỉ có thể nhờ dược lực của Long Hổ Đại Đan cuồng bạo lựa chọn cùng hai người đối chiến. Đoành! Hai quyền tương giao, huyết khí của Khương Tư Nam biến thành mãnh hổ, lập tức bị thất tinh thần quyền của Hoàng Tiên Hoa đạp nát. Sau một khắc, Khương Tư Nam chỉ cảm thấy một cỗ đau đớn truyền đến toàn thân. Rằng rắc! Hai cánh tay của hắn đồng thời nát bấy, vô lực rủ xuống dưới, trong miệng từng ngụm từng ngụm máu phun ra. Lúc này, thân trọng lãng của tần tiêu tuyết cũng đồng thời đánh úp lại lập tức vỗ vào trên lưng của hắn lực lượng khủng bố đập lục vùng ngũ tạng của hắn thành phấn vụn phanh thân thể của khương Từ nam lại một lần nữa bay ra ngoài hung hăng bị đập vào vách núi núi đá nát bấy hắn cũng như giấy vàng dĩ nhiên là đã đến tình trạng dầu cạn đèn tắt tuy hắn liều chết phản kích nhưng mà dù sao cảnh giới kém quá lớn ở dưới hai đại cao thủ vây công hắn không có chút cơ hội nào cứ như vậy đã chết rồi sao Khương tư nam giàn nàn phun ra một bụng máu Sau lưng là vách núi vạn trượng Vân hải kim quang Thanh tùng san sát Nhưng mà hết thảy đều trở nên mơ hồ Tử nam Vốn người có thể không cần phải chết Chỉ cần ngươi sao long hồ đại đan cho ta Nhưng mà hiện tại thật sự rất đáng tiếc Tần thiên tuyết nhíu mày cái thời gian một hơi Như tuyết Đối với loại phế vật này thì có gì phải đáng tiếc chứ Chỉ đã đáng tiếc vì lòng hồ đại đan kia bị phế vật này làm cho lãng phí. Bằng không thì ngươi trở thành tiền tiền tông sư ở trong tầm tay rồi. Hoàng Thiên Hoa cười lạnh nói. Khương Tử Nam cảm giác chung quanh một mảnh hoảng hốt. Hai cánh tay của hắn sớm đã nát bấy. Lực lượng toàn thân như lưu xa bắt đầu xói mòn. Quần áo sớm bị máu tươi nhuộm đỏ. Hắn cũng không dám tưởng tượng bộ dạng của mình bây giờ. Già xa muội muội là ta không tốt. Nhưng mà ta thật sự không đỡ rời xa các người. Khương Tử Nam thị thảo nói hắn cúi đầu xuống nhìn ngọc tháp treo trước ngực đây là đồ vật duy nhất mẫu thần hắn để lại cho hắn từ nhỏ đã đeo trên cổ rồi từ khi năm năm trước cha mẹ mất tích hắn liền chưa từng gỡ nó xuống qua còn phụ thần phụ mẫu của hắn ta còn không có tra được nguyên nhân cái chết của các ngươi ta thật sự không cam lòng hắn căn mặt không nhìn hai người đi tới kia chỉ cúi đầu xuống chuyên chú nhìn chằm chằm vào ngọc tháp màu trắng giống như là nhận mạng bỗng nhiên Ngọc tháp màu trắng trước ngực hắn bắt đầu phát ra hào quang mịt mờ, mang theo một loại khí tức không hiểu, thần bí, mênh mông uy nghiêm. Lập tức đưa tới Hoàng Thiên Hoa cùng Tần Như Tuyết chú ý. Như Tuyết, đó là cái gì? Không phải là linh khí đấy chứ? Hoàng Thiên Hoa ánh mắt lóe lên, lộ ra hào quang tham lam. Hắn nhanh chóng tiến về phía Khương Từ Nam, to thay muốn giật lấy ngọc tháp màu trắng. Trong nội tâm của Khương Từ Nam bỗng nhiên tuôn ra lửa giận. Các người giết ta, làm nhục ta! bây giờ lại còn muốn cướp đồ vật của mẫu thần ta ư. Hắn không biết từ đâu có được khí lực, đột nhiên nắm lấy cánh tay của Hoàng Thiên Hoa. Hoàng đại ca, có chừng. Tần như tuyết biến sắc thét lên. <laughs> Cùng chết với ta đi. Ánh mắt của Khương Tư Nam lạnh như băng, điên cuồng cười to, thuận thế ôm lấy thân thể của Hoàng Thiên Hoa nhảy xuống vách núi vạn trượng phía sau lưng. Người, cái tên tiện chủng này, mau buông ta ra, thả ta ra sắc mặt của Hoàng Thiên Hoa đại biến, trong miệng chửi bới không ngừng, trong mắt mang theo thần sắc sợ hãi. Loại vách núi cao vạn trượng này, đừng nói là hắn, coi như là tiên thiên tông sư ngã xuống, cũng hài cốt không còn. Thu! Bỗng nhiên, tiếng ưng mình vang lên, một con hắc ưng cực lớn lập tức giờ phút bắt được Hoàng Thiên Hoa đang rời xuống. Còn không có như ý nguyện. Khương Tư Nam phát ra một tiếng thở dài. Giờ phút này, hắn đã mất đi tất cả khí lực lập tức bị Vân Hải tràn ngập nốt hết, cả người của hắn lâm vào trong bóng tối. Chuyện được phát sóng lúc 19 giờ và 22 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Bên vách núi Vân Hải, cổ thụ đạo đang chọc trời. Hoàng Thiên Hoa kinh hồn chưa định nhìn về phía vách núi, trong ánh mắt đổ ra thần sắc oán độc. Tiện trùng, một nhà các ngươi đều là tiện trùng, thiếu chút nữa bị cả người hại chết. Bất quá, đáng tiếc cái ngọc tháp màu trắng kia nó không chừng là một bảo vật cương đại. Hắn đến bây giờ còn đối với ngọc tháp màu trắng trên cổ Khương Tư Nam nhớ mãi không quên. Cái vách núi phản trượng này mà ngã xuống dưới, hắn hẳn đã chết đìa thôi. Tần Như Nguyệt ánh mắt bình tĩnh, dùng nhăn xinh đẹp tuyệt trần, một thân quần áo màu xanh da trời bồng bềnh, tựa như tiên tử đâm trần. Như Tuyết, ngươi yên tâm đi, hắn trúng một trường của ngươi, lục phùng cũ tảng nát bấy, hơn nữa ngã xuống đời vách núi, coi như là đại la kìm tiền cũng cứu không được hắn đâu. Hoàng Hoa Thiên lại cười lành lạnh nói. Hy vọng là thế, chúng ta nhanh nhanh rời khỏi đây. Nó không chừng chiến đấu vừa rồi đã bị người của huyền Vũ Doanh phát hiện. Tần Như Tuyết cũng nhẹ giọng nói. Hai người phóng lên trên lưng Hắc ưng, tiếng mình ưng vang lên. Hắc ưng lập tức xông thẳng trời cao. Sau nửa canh giờ, bên dưới vách núi, một trung niên nhân người mặc chiến bào màu đen đứng chắp tay ra người hắn cao ngất như núi ánh mắt sắc bén y hệt như tia chớp cả người ký thức mênh mông như nhạc trì đầm uyên đứng phía sau một quái điều hoa hồng màu sắc kỳ quái thật vừa rồi ra hàng cảm giác được nơi này có đại chiến chấn động còn có người lúc này đã rốt cuộc là ai lưu lại trung đình nhân thì thảo tự nói bỗng nhiên ánh mắt của hắn tình quang bạo phát thân hình lập tức phóng lên nhảy đến hơn bời trường rơi vào bên cạnh một cây cổ thụ vỡ vụn Giáng đong phục hồ quyền à? Đây là dáng đong phục hồ quyền, điều lại dấu vết. Không được rồi, chuyện này nhất định phải lập tức báo cáo cho đại sói Ánh mắt của trung niên nhân ngừng trọng. Hắn lập tức vọt người, đứng ở trên lưng quái điểu hòa hồng sắc. Quái điểu mở rộng hai cánh, như tên rời cung, bay nhanh về phía xa xa. Một điểm linh quang, thắp sáng bể thần. Khương Tư Nam hoàn toàn đâm vào trong bóng tối. Nhưng mà trong bóng đêm, hắn trở thấy có chút ánh sáng, đó là linh hồn hắn phiêu đáng, sắp sửa lì thế và đi. Ta thật sự đã chết rồi sao? Tuy đã tiếp nhận kết quả này, nhưng mà hắn như trước luôn có được một cảm giác đáng chát. Hắn dùng trạng thái linh hồn của mình quan sát, thân thể của mình từ trên vách núi vạn trượng ngã xuống đã bể thành một bãi bùn nhão. Bỗng nhiên, hắn thấy được ngọn tháp màu trắng trên cổ mình đang phát ra hào quang mịt mờ. Hơn nữa, hào quang càng ngày càng thịnh, đến cuối cùng trở nên vô cùng hùng vĩ và thần bí, phảng phất như có tiếng ngâm sướng từ trong đó truyền đến. Ngọc Tháp màu trắng phóng ra một đạo hấp lực cường đại, linh hồn của Khương Tư Nam lập tức bị hút vào trong ngọc tháp. Sinh tử có huyền diệu, thần hồn dục quỷ tiền, hồng mông tạo hóa sinh, tịch diệt phản tiền thiên. Một thanh âm bình bồng phiêu biểu ở bên tai Khương Tư Nam vang lên. Khương Tư Nam lập tức mở hai mắt ra, trong ánh mắt để lộ ra vẻ kinh ngạc. Ta không phải đã chết rồi sao? Nơi này là ở trong ngọc tháp à? Hắn nhìn hết thảy trước mắt không thể tưởng tượng nổi. Rốt cuộc nhận thức được, linh hồn của mình cũng không có hồn phi phách tán, mà ở lúc ly thể, lập tức bị hấp thu vào trong ngọc tháp. Đây là một không gian mình mông bao là bát ngát, có vô số khí lưu huyền hoàng sắc phiêu đáng, mang theo một loại khí tức để cho hắn nhịn không được muốn thần cận. Mà ở trên không trung vô số khi tiêu huyền hoàng sắc một đạo kim quang sáng chói trôi nổi mang theo khí thức uy nghiêm thần bí tang thương cùng tuyên cổ bất hủ bằng trực giác của khương tư nam đạo kim quang này tuyệt đối là một loại trí bảo có đường hắn nhịn không được dụng ý niệm đi cầu thông kim quang ngay thời điểm ý niệm của hắn va chạm vào kim quang kim quang lập tức phóng tới thần hồn của hắn như nước chảy dùng nhập đến thần hồn của hắn vô số văn tự cùng tranh vẽ ở trong thức hải nổ tung tiền đồ cuối cùng bao la mờ mịt không có dấu vết. Bồn tòa thái sơ được hồng bông tạo hóa tháp này lại thần bị hư kiếp, vô được xoay chuyển đất trời, hận ư, mạnh như thế nào. Lưu lại tháp này đời người hữu duyên phải dùng bổn nguyên huyết khí tầm bổ. Ở lúc sinh tử tiêu tan, như vậy linh hồn công tháp này tương dung, đừng chỉ bảo nhận chủ, lưu lại tiền thiền thổ trì bản nguyên. Có thể bằng cái này cải tạo thân thể. Người hữu duyên phải cẩn thận, ngày khác ở trên tiền lộ phải cẩn trọng làm đầu. Cảm nhận được trong kim quang chuyển đến tin tức, Khương Tư Nam bỗng nhiên cảm giác vô cùng kích động. Thay sở điều lại đoạn tin tức này nhất định là một đại năng vô cùng cường hoành, đã để cho mình cơ duyên xảo hợp đạt được hỏng bông tạo hóa tháp. Đây rõ ràng là mình có hy vọng sống sót. Hắn ngã xuống vách núi, ở thời các sinh tử được điều kiện để tiểu tháp nhận chủ, cũng không biết mình đã thật sự may mắn hay là bất hạnh đây. Để cho hắn cảm giác được, không thể tưởng tượng nổi nhất chính là mẫu thần đều lại ngọc tháp màu trắng cho hắn, thậm chí có là lịch thần bí như thế không? Khương Tư Nam không kịp nghĩ quá nhiều, sau một khắc, đạo kim quang kia đã hoàn toàn cùng thần hồn của hắn dung hợp lại. Hắn cảm giác được thần hồn của mình phảng phất như biến thành màu vàng kim nhàn nhạt, nhạt. Giữa kim quang, một quyển pháp quyết như ngôi sao truyền đến, hồng bông tạo hóa kinh hồng bông diễn tạo hóa bổn nguyên ba nghìn phàm ngàn vạn sinh linh quanh thân mười hai vạn chín nghìn sáu trăm huyệt khiếu mở huyệt khiếu thế giới quần dưỡng mười hai vạn chín nghìn sáu trăm tiên linh thời điểm đại thành tay có thể che trời chân có thể phủ đất trích tình đoạt nguyệt một mắt xem tận thập phường thế giới hàng tỷ sinh linh nhất điểm có thể khai thiên kinh văn tiến vào trong thức hải của khương tư nam để cho tâm thần của hắn rung mạnh. Mặc dù đối với tất cả những địa phương trong đó không có quá nhiều lý giải, nhưng mà thời điểm đại thành, tay có thể che trời, chân có thể phủ đất, trích tình đoạt nguyệt. Loại lực lượng cường đại này, hắn vẫn có thể trực quan tưởng tượng đến. Đây là kinh văn gì? Chẳng lẽ là tiên kinh của thiên tiên trên chín tầng trời lưu lại. So với công pháp cường xa của chúng ta tu luyện, cường đại hơn trăm ngàn lần chăng? Hơn nữa, 12 vạn 9.600 cái khiếu huyệt Hắn ngay cả nghe nói cũng không có nghe nói qua Hắn chỉ biết trong cơ thể người Có 108 đại huyệt Nó là cảnh giới tổng sư tiền thiên cảnh Mới có thể đụng vào Mà muốn ở trong huyệt khiếu ẩn dưỡng 12 vạn 9.600 tiên linh Hắn căn bản không thể tưởng tượng được Loại lực lượng này Tiền linh đây chính là thần thánh Trên 9 tầng trời Có uy lực vô cùng mênh mông Ngựa kiếm nghìn vạn sạm xa Sàn hà thực khí xa xa không phải người phàm tục có thể hiểu được mà người tu luyện kinh văn phải ở trong thân thể uẩn dưỡng 12 hai vạn chín nghìn sáu trăm tiên linh nếu quả thật tu luyện thành công như vậy mình chỉ sợ cũng đã thành tiên nhân rồi Thường từ nam nghĩ đến đây lập tức nhiệt huyết sôi trào nếu như ta có được lực lượng lớn như vậy hoàng tiên hoa cùng với tần dư tuyết kia lại coi là cái gì chứ đến lúc đó anh dám nhục ta giết ta ta cũng có năng lực đi thăm dò nguyên nhân cái chết của cha mẹ ta. Nghĩ đến đây, Khương Tư Nam lập tức vô cùng đau lòng. Từ khi 5 năm trước, tin tức cha mẹ bỏ mạng truyền đến, hắn cảm giác được xa xa rõ ràng giả đi rất nhiều, mà chính hắn cũng rất ít sẽ có cảm xúc chấn động như hôm nay. Hắn dốc sức liều mạng tù luyện, trong vòng 5 năm không có chút tiến thêm nào, nhận hết trả phúng cùng nhục mạ. Hắn cũng không có buông tha cho cũng là bởi vì trong lòng hắn có một hơi quyết tâm muốn giết đến màn độc vương đô, đi tìm một chút xem cha mẹ của mình đến cùng vì sao mà chết. Hôm nay ông trời không thu ta, đại địa không lưu ta. Cường tư nam tán nhất định sẽ trở thành trí cường giả trong thiên địa, bảo hộ người nhà của ta. Mà kệ có bao nhiêu khó khăn, ta cũng muốn làm việc nghĩa không được chuẩn bước, chưa từng có từ trước đến nay. Tuy cường tư nam là trạng thái linh hồn, nhưng mà trên người của hắn tản mát ra chấn động đậm đặc, khi tức cô trọng và thầm thúy vô cùng kiên quyết và tự tin. Hắn bắt đầu dựa theo hồng bông thảo hóa kinh, ghi lại kia, bắt đầu tù luyện. Khi cường Tư Nam dựa theo kinh văn tù luyện, không gian bao la mịt mờ lập tức rung động. Những khi lưu huyền hoàng sắc vô cùng vô tận kia bắt đầu bành trướng, lập tức lao về phía nơi nào đó. Mà linh hồn của hắn theo kinh văn vận chuyển như một loại nước gợn, biến mất ở trong không gian, một lần nữa trở về trong thức hải hắn cảm giác thật rõ ràng những khi lưu huyền hoàng sắc kia mờ mịt khí lành mang theo một loại khí thức tiên thiên tinh khiết dung nhập vào thân thể như thịt não của mình cái này là tiên thiên thổ chi bản nguyên sao sật tư ra không thể tưởng tượng nổi khương tương nam sợ hãi thán phục không thôi những khi tiêu huyền hoàng sắc kia lưu truyền trong người thịt nhão bắt đầu chậm rãi chữa trị thời gian dần trôi qua trở nên nguyên vẹn hắn cảm giác được thân thể của mình tứ trì cũng bắt đầu trở nên mạnh mẽ hữu lực ngay cả lục phủ ngũ tạng cũng chậm rãi hình thành mà ở trong thức hải của hắn một ngọc tháp bảy tầng tản ra quang mang bạch sắc phiêu phù ở trung ương mà hắn chứng kiến thần hồn của mình cao đến một tấc bị hào quang của ngọc tháp bao phủ diện mục của thần hồn là mình chỉ còn là có chút phủ phiếm không cương thực thôi nhưng nếu để cho người khác biết rõ tình hình trong thức hải của hắn nhất định sẽ kiếp sợ không thôi thần hồn đó là cương giả siêu việt tiền thiên cảnh mới có thể đụng vào nhưng mà cương tư nam lại bởi vì trải qua sinh tử sớm ngừng tụ được thần hồn cái này là tông sư tiền thiên cảnh mới có nội thị sao cương tư nam cảm giác được rõ ràng tình huống trong thân thể của mình có thể chứng kiến mạch máu kinh mạch lục phủ ngũ tạng cũng có thể chứng kiến thần hồn của mình trong tức hải rầm 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 hắn cảm giác được trái tim của mình bắt đầu nảy lên viết dịch ở trong mạch máu lưu động khí tức trong kinh mạch chấn động bắt đầu mãnh liệt một cảm giác kỳ diệu sông lên đó là một loại cảm giác tân sinh khương tư nam Tà rốt cuộc cũng sống lại rồi hắn cảm giác được một loại vù sướng bình tĩnh đã trải qua từ các sinh tử chuyển đổi tâm cảnh của hắn giống như biến hóa rất nhiều theo hồng bông tạo hóa kinh vận chuyển thân thể của hắn hoàn toàn khôi phục sinh cơ trong cơ thể bao phủ một tầng huyền hoàng sắc nhàn nhạt, nhạt thân thể bởi vì lúc trước dốc sức liều mạng tu luyện, lưu lại nội thương cũng bắt đầu khôi phục. Thân thể của hắn tràn đầy lực lượng, gần cốt da thịt bị hoàn toàn rèn luyện, huyết dịch lưu động tầm đó tựa như đại giang sông lớn lao nhanh. Con đường tu luyện, hậu thiên cửu trọng, nhất trọng luyện da, nhị trọng luyện cốt, tam trọng luyện gân, tứ trọng luyện huyết, ngũ trọng luyện thận, lục trọng luyện phổi, thất trọng luyện tỳ, bát trọng luyện gan, cửu trọng luyện tâm. Bởi vì cách gọi là bên trong ngoài luyện ra gần cốt, nội luyện của tạng khí. Hắn từ 11 tuổi đã đột phá tứ trọng, luyện huyết về sau, trong khi 5 năm đều không có chút tiến thêm nào. Thẳng cho đến một hôm nay, hắn mới biết được, thì ra là hồng bông tạo hóa tháp, một mực hấp thu bổn nguyên huyết khí của mình. Mà bây giờ đã luyện hóa được chi bảo rồi, bình cảnh ngăn trở mình đột phá nên không hề tồn tại. Hậu thiền ngộ trọng phá cho ta. Hồng Bông Tạo Hóa Kinh vận chuyển vô số linh khí bắt đầu ở trong thân hình của hắn chảy trôi trong thân thể của hắn huyết khí như tương tản ra ánh sáng bóng nhàn nhạt, nhạt lập tức huyết khí mãnh liệt dung nhập đến trong thận thận ở dưới huyết khí tầm bổ bắt đầu trở nên cường đại theo sự đột phá hắn cảm giác được lực lượng của mình lập tức cường đại thêm rất nhiều cường từ nam nước chảy thành sông đột phá đến hậu thiên cũ trọng cảnh Hồng Bông Tạo Hóa Kinh là muốn mở quanh thần 12 vạn 9600 không gian huyệt khiếu, ổn dưỡng tiên linh. Cái không gian huyệt khiếu thứ nhất là đan điền khí hải, nhưng mà mở đan điền khí hải đã tiêu chí trở thành tông sư tiên thiên cảnh. Bởi vậy tùy linh khí cuồn cuộn bị hắn hấp thu nhập thân thể, nhưng mà không có thời gian ngắn cũng không cách nào hoàn thành mở không gian huyệt khiếu thứ nhất. Hồng bông tà hóa kinh hấp thu linh khí như sương mù bao phủ thân thể của hắn mặc dù không có biện pháp mở huyệt khiếu, nhưng mà tất cả đều thành tinh hoa tầm bổ huyết khí. Để cho khí huyết của hắn càng ngày càng lớn mạnh, tốc độ rèn luyện của thận cũng càng ngày càng nhanh. Ở trong đại hoàng sơn trì hoãn quá đâu, phải đi về thôi, mà không thì ra ra cùng bội bội của ta, nhất định sẽ lo lắng. Trong nội tâm của Khương Tư Nam thầm nghĩ, chậm rãi từ trong là trạng thái kỳ diệu kia tình hồn. Trung quanh là một mảnh đen kịt, hắn phát hiện mình với nằm ở trong một không gian kỳ quái. Thoạt thấy gõ gõ, dĩ nhiên là một hộp gỗ phòng kín. Ta không phải ở dưới vách núi đại hoang sơn sao? Tại sao lại ở chỗ này? Khương Tử Nam kinh ngạc, rãnh rụa muốn ngồi dậy. Cà ca, ca ca, người tỉnh lại thôi. Hoàng lễ nghiêm, người, người lẫn ta quá đáng. Hôm nay bổn vương cuối cùng muốn cùng ngươi không chết không ngớt. Yến vô cực dẫn huyền vụ xoành xuất phát, huyết tẩy phủ thái sư cho bổn vương bên ngoài dĩ nhiên là tiếng khóc của mỗi mỗi khương vũ điệp cùng tiếng gầm cừ của gia gia không xong rồi khương tư nam biến sắc huy khí toàn thân thập phần lập tức bừng bừng phấn chấn lực lượng cuồng bạo phóng xuất ra Hồn cỗ bao vây mình lập tức thạc vỡ khương tư nam nhảy ra võ thành phương phủ một mảnh tàng thương ở trong chính sảnh được bố trí thành một linh đường rất lớn tất cả những người hầu nha hoàn đều mặc đồ trắng sắc mặt bị thảm vô cùng nhưng mà khi Khương Tư Nam từ trong quan tài nhảy ra, tất cả mọi người lập tức ngây ngốc, tiếng khóc đình chỉ. Sau đó không ai biết kêu thảm lên một tiếng. Quỷ, có quỷ rồi, cứu mạng. Tất cả mọi người bắt đầu chạy ra tứ tán. Những nhà hoàn kia thất tha thất thểu sắc mặt hoảng sợ nhìn Khương Tư Nam. Tinh đường gà bay chó sủa. Chỉ có ba người tuy về mặt khó có thể tin, nhưng lại không có đi khai. Một lão nhân khôi ngô hùng tráng tựa như hùng sư nhưng mà khuôn mặt vô cùng xả đua, trong ánh mắt mang theo ủ rũ. Mặt khác là một thiếu nữ thân bạc bạch y xinh đẹp, lê hòa đái vũ, điềm đạm đáng yêu. Một người là thanh niên ngồi ở trên xe lăn, khuôn mặt anh Tuấn, phong độ tư thái như ngọc, nhưng mà đôi mắt lại ưu thương chán nản. Thương tư nam nhìn ba người không có động ở trong linh tưởng con mắt lập tức ẩm ẩm. Già già, tiểu bội đại ca, nhìn thấy mọi người thật sự rất tốt khương tư nam thì thào tự nói người thật là ca ca sao tuy trong ánh mắt thiếu nữ cũng có hơi hoảng sợ nhưng vẫn cố lấy dũng khí lên tiếng trong đôi mắt thuần khiết của nàng vô cùng tràn đầy kỳ vọng dù sao khương tư nam xuất hiện quá dọa người thình linh từ trong quan tay nhảy ra khiến cho tất cả mọi người kinh hãi không thôi đương nhiên là ta rồi vũ điệp ta chết đi sống lại đấy khương tư nam hít sâu một hơi nhìn xúc động và rơi lệ ôn chủ nói ca ca thật là ca ca rồi khương vũ điệp oa một tiếng khóc nấc lên muốn nhào về phía khương tư nam vũ điệp quay trở lại thanh ngầm như xét đánh đổ vang lão nhân như hùng sư kia thân hình nhảy tung lên tựa như một đạo thiểm điện nhấc lên một hồi cuồng phong xoay lên vô số tiền giấy xung quanh bay rào rào lập tức đã phóng qua bên người khương vũ điệp ngăn nàng ở phía sau cười đến cùng là cái thứ gì Lão nhân kia quát lạnh nói Trong ánh mắt mang theo thần sắc cảnh giác Người không phải là cháu của ta Cháu của ta chết rồi Khuôn mặt của hắn giả nua như vỏ cây tràn đầy bi thương Trong ánh mắt trăm ngàn loại cảm xúc chớp động Nên cuối cùng giống như là thoáng cái già hơn 10 tuổi Xa xa, Hắn rõ ràng là ca ca của con mà Mặt mũi của Khương Vũ Điệp Cũng tràn đầy khó hiểu Không nhất định là ca ca của con đâu Thành niên ngồi xe lăn Lại nhìn chằm chằm ánh mắt vốn chán nản lập tức trở nên vô cùng sắc bén cả người khí chất đại biến nhìn chằm chằm vào con mắt của khương Từ nam phảng phất như muốn xem thấu nội tâm của hắn vũ điệp lúc từ nam được yến thúc thúc phát hiện ra thi thể đã là một bãi thịt nát rồi con gì thanh niên kia hít sâu một hơi nói chúng ta đều đã nhìn tận mắt từ nam được đưa vào quan tài nhưng mà hiện tại hắn sống dậy sờ sờ xuất hiện ở trước mặt chúng ta chẳng lẽ không phải là kỳ quái sao đúng thế ta chưa từng nghe nói qua người chết nát bét như thế còn có thể khởi từ hồi sinh huống chi thi thể đã thành cái dạng kia càng khó khăn hơn nữa Long trần thành âm khan khan trầm thấp nói nghe nói những tu chân giả cường đại kia có vô số thủ đoạn kỳ diệu có thể để linh hồn ly thể thậm chí đoạt giá thân thể của người ta con mắt của khương vũ điệp thoáng cái trợn to sợ hãi nhìn khương từ nam trùng giọng nói Ra dạ, ra, dạ, hai người lần nói hiện tại linh hồn trong người của Kaka. ca, ca là một người khác sao? Rất có thể là như vậy đấy. Người rốt cuộc là ai? Vậy mà chiếm lấy thân thể đệ đệ của ta. Ánh mắt của thanh thiên kia cát cao, nhìn chăm chăm vào Khương Tư Nam rồi nói. Trong nội tâm của Khương Tư Nam, giờ khóc giờ cười, đã tuôn ra một cỗ cảm xúc buồn cười, lại cảm động. Hắn nhìn ba người ánh mắt cảnh giác mà nói khẽ. Già già vũ điệp, đại ca, ta thật sự là Tư Nam, ta có thể chứng minh cho mọi người xem này. Khương Tư Nam nhìn Khương Vũ Điệp ở sau lưng ra ra, vụng trộm lộ ra cái đầu nho nhỏ. Đột nhiên tâm tình lại đặc biệt nhẹ nhõm và vui sướng. Vũ Điệp, người có nhớ lúc 10 tuổi năm đó, người vụng trộm tiến vào thư phòng của ra ra, làm vỡ một cái bình thủy tinh mà ra ra thích nhất là ta thay người gánh tội hay không? Khương Vũ Điệp nghe xong ánh mắt lập tức sáng ngời, liên tục gật đầu, mặt mũi tràn đầy chờ mong nhìn Khương Tư Nam. Đại ca, Người có nhớ năm đó 8 tuổi Ta không cẩn thận Đưa tìm một bộ quyền kinh rất trân quý của người Là đại lực ngưu ma quyền pháp Nhưng mà người không có trách cứ ta phải không Thân thể thanh niên kia khẽ run lên Trong ánh mắt cũng lộ ra Thần sắc không dám tin Giờ này phút này Lão nhân kia vốn giả đùa Lập tức ánh mắt có màu đỏ đại thịnh Huyết khí toàn thân như cầu vồng Trương bao cổ đáng Trong ánh mắt đổ ra thần sắc lo được lo mất cho thấy nội tâm của ông ấy cực kỳ không được bình tĩnh. Khương Tư Nam xoay đầu lại, nhìn xa xa của mình, nhìn dấu vết tuyết nguyệt tăng thương ở trên mặt của hắn, nhìn vẻ mặt quay về phía mình, như hai đồng không biết làm sao, lộ ra yêu thương đau lòng và hoảng sợ. Thành ngầm của Khương Tư Nam có chút nghẹn ngào nói, xa xa, người có còn nhớ ngày con bảy tuổi sinh nhật như vậy, tất cả mọi người đều có mặt, đại bá, tiểu thúc, phụ thân, bậu thân, tất cả mọi người đều có, người đã cõng con ở sau lưng kết quả con không cẩn thận đi tiểu ở trên đầu của người người giả bộ như không có việc gì sao tôi còn bảo là con vinh viễn không được nói ra chuyện này kia mà ta còn nhớ rõ trấn tộc công pháp của khương giả chúng ta đặt thuần dương ngọc hoàng kinh thuần dương chi đạo thay hư thần cách tánh mạng giao tu khí tuyển ngũ hành ngọc hoàng chư thiên ta còn nhớ rõ danh tự mỗi người ở võ thành phương phủ quan trọng nhất là ta nhớ được xa ra nhớ rõ muội muội nhớ rõ đại ca hơn nữa dù thời điểm ta chết cũng không có quên đến cuối cùng khương tư Nam Đan đang nghẹn ngào nói không nên lời Đó là nhìn thấy thần nhân kích động đó là một lần nữa sống lại vui sướng đó là cơ hội đi thủ hộ người trọng yếu nhất của mình lão nhân lập tức hô hấp dồn dập canh tay ngăn không được run lẩy bẩy hắn ha miệng muốn nói điều gì đó nhưng cái gì cũng nói không nên lời trên khuôn mặt dĩ nhiên nước mắt tuôn đầy Giờ này, phút này, hắn đã hoàn toàn tin tưởng Tuy luật chuyện khởi tử hồi sinh này Vẫn làm cho người ta kinh sợ Nhưng mà đứng trước mặt Chính là cháu trai của hắn Để không phải nằm mơ, mà là tồn tại chân thật Thật lâu sau khẽ mỉm cười một tiếng Xú tiểu tử Ra ra Nghe được ba chữ kia Cường tư nam đã hai mắt đỏ bừng Nước mắt chảy ròng ròng Nhìn không được nữa mà thâm tình cùng không bỏ trong lòng Đột nhiên nhào tới trong ngực của lão nhân Ra ra Khương Vũ Điệp ở bên cạnh sớm đã lệ rơi đầy mặt. Trong ánh mắt của nam tử ngồi xe lăn cũng bịt kín một tầng hơi nước. Đại sái Huyền vũ vệ, ba nghìn binh sĩ tập hợp hoàn tất, tùy thời có thể giết đến phủ thái sư. Đại soái các người đây là, đây là, từ nằm thiếu ra phải không? Bỗng nhiên, bên ngoài linh đường đi tới một trùng điền nhân mặc chiến vào màu đen kịt, khí tức cường đại vô cùng. Hắn chứng kiến tình cảnh trên linh đường, con mắt lập tức trừng rất tròn, Đại Càn Phương Triều, Ngọc Kinh Thành, Hoàng Thành Trọng Dương Điện. 3. Đại Càn Đức Tông Hoàng Đế mặc ngũ trào kim long bào, đầu đội bình thiên quan, thân hình cao lớn, khuôn mặt uy nghiêm. Đột nhiên một trường đập ở trên giá sách, lập tức mấy cái bình hoa tạo hình tình mỹ rơi xuống, nện nát bấy. Khương Viễn Sơn, hoàng thúc của ta, hắn rốt cuộc là muốn làm gì? lệnh điều ba nghìn huyền vũ doanh tiến vào Ngọc Kinh Thành. Trong mắt của hắn có còn coi trẫm hay không? Hắn là muốn tạo phản sao? sắc mặt của đức Tông hoàng đế tái nhợt thành ngầm cào thét ở trong rừng điện quanh quẩn vang vang chung quanh tất cả thị nữ thái giám sắc mặt đều hoàng sợ toàn thân run rẩy phủ phục trên mặt đất phía dưới hai người không người mà đứng một người mặc kỳ lân tỏa tử giáp thắt eo đai lưng ngọc lưng hùm vài gấu diện mục ngay ngắn mà cường nghị có một loại khí thế không giận tự uy đúng là thiên hạ bình mã đại nguyên soái đại tân quân nam khùng trí hùng một người khác mặc thành sắc mãng bào gầy và nhỏ nhã, dây hàm trâu dài vòng bềnh, chỉ là đôi mắt hẹp dài cho người ta một loại canh nghiệt cùng âm nhu, chính là đường triều thái sư Hoàng Lễ Nghiêm. Khởi bẩm bệ hạ, Khương Viện Sơn y vào thân phận là hoàng thúc, trong mắt không coi bệ hạ ra gì, tự mình điều động Huyền Vũ doanh vào thành, nhất định là không hề có lòng thần phục, khẩn không bệ hạ hạ lệnh điều ngự đâm quân trấn áp Khương Viện Sơn, trị hắn tội mưu nghịch. Hoàng Lễ Nghiêm tiến lên một bước, nghĩa chính ngôn từ nói: Nam Cung Chính Hùng chiếu mày mở mà miệng nói bệ hạ lão vương gia trung tâm vì nước cả đời chinh chiến thiên hạ lập chiến công hiền hách cho đại càn vương triều ta chắc chắn sẽ không có tầm mưu nghịch lúc này hắn điều động huyền vũ doanh có thể có ẩn tình gì hay không không đợi đức tông hoàng đế nói chuyện hoàng lễ nghiêm vẫn lạnh lùng cười nói ẩn tình à có thể có ẩn tình gì tuy nói huyền vũ doanh là tư quân tiền đế ngự tứ cho cương viễn sơn nhưng mà đã nói chỉ có thể đóng quân tại đại hoàng sơn biên giới không thể tiến vào ngọc kinh thành kia mà hơn đã coi như có ẩn tình gì cũng có thể báo cáo cho bệ hạ do bệ hạ thánh tài hắn tự tiện điều động huyền vũ doanh rõ ràng đã không hề có lòng thần phục nam cung chính hùng chứng kiến biểu độ của đức tông hoàng đế càng ngày càng âm trầm trong lòng thầm nghĩ là hư mất rồi mặt công biểu tình lướt nhìn hoàng lễ nghiêm mà nói hoàng thái sư theo ta được biết đã vâng ra điều động huyền vũ doanh cùng lệnh lăng hoàng thiên hoa Giống như có chút quan hệ đấy Nói bậy nào Khương Viễn Sơn hắn là mưu nghịch Cùng con trai của ta có quan hệ gì Hoàng Đinh Nghiêm biến sắc mặt Lên tiếng phản bác nói Ba ngày trước Chúng ta cũng biết cháu trai của lão vương già Khương Tư Nam mỏ mạng Thi thể được huyền vũ doanh thống lĩnh phát hiện Ở dưới vách núi phản trượng trong Đại Hoàng Sơn Mà trước đó Khương Tư Nam Là cùng lệnh lang hoàng thiên hoa Còn có cháu gái của Ninh Quốc Công Tần Dư Tuyết đi vào Đại Hoàng Sơn thám hiểm kết quả lệnh lang cùng với tần thiếu tuyết trở về bình an nhưng mà khương từ nam lại ngoài im muốn bỏ mạng nam cung chính hùng người ngậm máu phun người khương tư nam không cẩn thận ngã xuống vách núi cao cùng con của ta thì có quan hệ gì hoàng đế nghiêm đột nhiên biến sắc lập tức kích động kêu lên lập tức hắn nhìn về phía trước tổng hoàng đế quỳ xuống thành ngầm thề thảm mang theo tiếng khóc nước nở nói bệ hạ lão thần một mảnh trung tâm mặt trời có thể thấy được Nam cùng tướng quân che chở Khương Viễn Sơn như thế, còn quy kết Khương Tư Nam chết đến trên đầu con của ta. Lão thần nội tâm oan khuất lắm, mong bệ hạ bị lão thần mà chủ trì. <laughs> nằm cùng chính hùng hư đại một tiếng, trong nội tâm khinh bỉ, nhìn Hoàng Lê Nghiêm, làm người, cũng giống như làm chó, nhưng mà không có gì nói thêm được nữa. Đức Tổng Hoàng Đế vô cùng đau đầu. Hoàng Lê Nghiêm cùng nằm cùng chính hùng, đồng lực ngài hắn tín nhậm nhất, một văn một phó bên cạnh, có thể nói là phụ tá đắc lực của hắn. Không chỉ hoàng lễ nghiêm còn là cha vợ của mình. Đức tổng hoàng đế đi tới, Vịn hoàng lễ nghiêm lên. Hoàng lễ nghiêm lại một bộ mang ơn cảm động. Hoàng thái sư, vừa rồi trẫm không có nói Khương Tư Nam chết cùng thiên hòa có quan hệ. Hai người các ngươi không cần phải cãi nhau nữa. Bất kể như thế nào, hoàng thúc tự mình điều động huyền vũ doanh tiến vào Ngọc Kinh Thành. Cái này là sự thật. Bất quá, nệ tình nhà hoàng thúc đang có tang, trẫm không so đo nhiều như vậy chí hùng à người đi võ phương thành phủ một chuyến bảo hoàng thúc đến trọng giường điện báo cáo nguyên nhân điều động huyện vũ doanh lần này đức tông hoàng đế bỗng nhiên mỉm cười trên mặt mây đen tận tán chỉ đã đôi mắt lóng lánh vô cùng thâm thúy nhìn về phía ở chỗ sâu trong hư không thần tuân chỉ nằm cùng chính hùng nghiêm mặt trong đội tâm cuối cùng thở dài một hơi thầm nghĩ lão vương già ta cũng chỉ có thể giúp ngươi đến đây thôi còn mọi chuyện về sau phải tự xem vào biểu hiện của ngươi. Trấn quốc võ thành vương Khương Viễn Sơn là lão nhân như khùng sư kia. Phần phó hạ nhân quét sạch kinh đường, hết thảy trở về như cũ. Hơn đưa điều động một đội tình nhuệ huyền vũ doanh, không chế tất cả hạ nhân nha hoàn chứng kiến Khương Tư Nam sống dậy lại. Dù sao Khương Tư Nam khởi từ hồi sinh, không phải là một chuyện nhỏ đâu. Ở trong ngọc kinh thành, ánh mắt ngàn bạn. vạn, Phản nhất để lộ tin tức ra, bị người có ý chí biết được, nhất định sẽ có đại biến ông cho bốn người tăng thêm trung điên nhân mặc chiến bào màu đen huyền vũ doanh thống lĩnh yến vô cực đi vào một gian mật thất trong vương phủ nội đường mấy người ở trong mật thất ngồi vào chỗ của mình khương Tư nam nói sự tình mình là như thế nào đi đại hoàng sơn tầm bảo cùng với làm sao bị hoàng thiên hoa cùng tần như tuyết đánh rớt xuống vách núi nói hết một lần đúng là xúc sinh lão già từ tức sùi bọt mép nhìn không được vỗ xuống một trưởng chân khí cổ đáng rừng rực bàn đá bên cạnh lập tức trở thành bột mịn tuy ta cùng hoàng lễ nghiêm ở trên triều đình không hợp nhưng mà ngươi cùng với hoàng thiên hoa thuở nhỏ có giao hảo hắn sao có thể làm ra chuyện như vậy hơn nữa nhà đầu như tuyết kia cùng ngươi càng là thành mài trúc mã có hồn ước từ bé vì một viên long hổ đại đan liền đẩy ngươi vào chỗ chết sắc mặt của khương lao già tử mang theo thất vọng thật sâu thành cầm tiêu điều rất nhiều vì cái gì chứ Khương Tư Nam cười nhạt một tiếng. Già già, nếu như là ta năm năm trước, có lẽ bọn hắn còn sẽ không ra tay. Nhưng mà ta đã biến thành củi mục năm năm không thể đột phá hậu tiên cảnh tứ trọng. Hơn nữa, túi trữ vật của lòng hồ đại đan trân quý như thế, bọn hắn tự nhiên sẽ bị qua hóa liều thôi. Tuy trong nội tâm vẫn có oán hận, nhưng mà sau khi chết qua một lần, tâm cảnh của Khương Tư Nam chuyển biến rất nhiều. Đúng như vậy, già già, lúc này đây, nếu như không phải Tư Nam chết và phục sinh, chúng ta liền tính toán hoài nghi cũng không có chứng cứ xác thực hoàng thiên hoa cùng với tần như tuyết tầm thật đông là đồ ác độc thanh niên ngồi xe lăn là chỉ tử của đại bá khương tử thanh khương vân thiên cười lạnh nói cả cả bọn họ đều là người xấu chuyện ta trưởng thành nhất định thành người hào hào giáo huấn bọn hắn khương vũ điệp chỉ có 13 tuổi nhưng bà dung mạo thanh Đệ xem ra là một mỹ nhân vô cùng đẹp xinh sau này Nước mắt to sáng ở trong bên cạnh tràn đầy thần sắc lo lắng. Khương thứ Nam cười một tiếng, trong ánh mắt tràn đầy cưng chiều, vuốt vuốt đầu nhỏ của nàng. Đó là điều đương nhiên, vũ điệp nhà chúng ta hiện tại 13 tuổi cũng đã là hậu thiên thất trọng. Để nhất thiên tài trong ngọc kinh thành, tương lai nhất định là đại tông sư tiên thiên cảnh đấy. Khương Vũ Điệp lẻ lưỡi không có ý tứ mà cúi đầu. Ra dạ, ra, dạ. tăng vào đồ của ta là từ trong tay một tiểu nhị ở thiên hương lầu lấy được. Người phải người bảo vệ hắn đi. Nếu Hoàng Thiên Hoa cùng Tần Như Tuyết biết rõ tin tức ta còn chưa chết, nhất định sẽ thanh trừ một ít nhân tố bất lợi ra tay vì hắn đấy. Lão già mỉm cười, ánh mắt lập tức trở nên như lưỡi rào sắc bén. Ba ngày trước thi thể của người bị đưa về, ta cũng đã tra được. Yên tâm đi, chẳng những tiểu nhị kia, ngay cả vách núi người ngã xuống cũng bị yến thúc thúc bảo vệ. Việc trình đều lại dấu vết của thất tinh thần quyền còn có điệp lãng thành liền trưởng, chính là chứng cứ. Yên vô cực nhà gật đầu, Khương Tư Nam đã sống lại Như vậy cái tiếp tượng nhiên là hướng Hoàng Thiên Hoa Cùng với Tần Điêu Tuyết đi đòi một lời công đạo Tư Nam thiếu ra Vậy ngươi làm như thế nào mà chết rồi mà còn phục sinh vậy Lùng thi thể của ngươi Bị binh sĩ huyền Vũ Doanh phát hiện Cũng đã Yến vô cực chăm chú hỏi Dung bảo của hắn kỳ vĩ Có chứa một loại khí thế sát phạt quyết đoán Khương Tư Nam biết rõ Yến vô cực là thủ hạ của đại tướng Gia Gia năm đó Đừng ra ra một tay giải dỗ thành xem ra ra như thầy, như cha, trung thành và tận tâm. Võ Thành Phương ba nghìn huyền vũ doanh tình nhuệ là thuộc về hắn thống lĩnh. Nói đến vấn đề này, tất cả mọi người nhìn chăm chăm vào Khương Tư Nam. Dù sắp chuyện này cũng có chút bất khả tư nghị. Từ một bãi thịt nát biến thành một người sống sờ sờ. Loại chuyện này chỉ sợ chỉ có tiền nhân trên chín tầng trời mới có thể làm được. Vấn đề này, kỳ thật ta cũng không phải rất rõ ràng hiểu đâu. Khương Tư Nam cười khổ một cái lên tiếng nói Lúc ấy ta cho rằng ta đã chết Nhưng mà linh hồn ở trong hỗn độn như vậy Thấy được một lão giả râu tóc bạc trắng Hắn ta giống như đã nói Ta phù hợp điều kiện truyền thừa đạo thống của hắn liền dùng một viên đan dược huyền hoàng sắc Giúp ta cải tạo cơ thể Sau đó để cho linh hồn của ta trở về vị trí cũ Chờ sau khi ta tỉnh lại liền phát hiện đang nằm ở trong quan tài rồi Trong nội tâm của Khương Tư Nam Cũng rất là sợ hãi và thán phục hắn vốn cho là mình ở trong hồng bông tạo hóa tháp chỉ là quan trong nháy mắt không cỡ tới sau khi tỉnh lại đã là ba ngày ba đêm sau rồi hắn suy nghĩ vẫn cảm giác được ngọc tháp bảy tầng kia khẳng định là có lai lịch rất lớn bởi vậy vẫn là không đói cho bọn hắn biết cho thỏa đáng vì vậy trên tùy tiện biên ra một câu chuyện kỳ quá như vậy lão giả râu tóc bạc trắng ư tất cả mọi người cảm giác được không thể tin nổi có thể đói loại thần thông này ít nhất ở trong cường viện sơn hiểu rõ coi như là những tu chân giả cường đại kia cũng làm không có được có lẽ thật là tiên nhân xuất hiện rồi tạo hóa cái này có thể coi là đại tạo hóa từ nam người nói lão giả kiến nhất định là một đại năng dù không phải là tiên nhân cũng là nhân vật nghiêng trời lệch đất hắn có thể tán thành người là chuyện rất tốt bất qua việc này năm người chúng ta biết là được ngàn vạn lần không được tiết lộ ra ngoài lão giả tử lộ ra vẻ cảm thán liên tục dặn dò Khương Tư Nam phải thận trọng. Vậy Tư Nam thiếu xa, hiện tại tư vi của ngươi thế nào? Yến vô cực cũng hết sức cao hứng, dù sao hắn cũng là vũ si, từ nhỏ nhìn Khương Tư Nam lớn lên xem như con trai của mình. Đối với Khương Tư Nam rất là quan tâm. Khương Tư Nam mỉm cười, huyết khí toàn thân bành trướng. Hắn hai đấm cùng xuất hiện, quyền thế to lớn hùng hồn, thằng người nhảy lên, tựa như là một đầu bạo long. Không khí nổ tung, đột nhiên oanh về phía của Yến Vũ Cực. Yến thúc thúc tiếp tăm một chiêu thần long xuất hải này. Con mắt của lão gia tử cùng Khương Vân Thiên lập tức sáng ngời. Một quyền này của Khương Tương Nam ủy mạnh bá đạo so với trước kia đâu chỉ Cương đã gấp 10 lần. Phải biết rằng giáng long phục hổ quyền là tuyệt học hậu thiên cảnh của Khương gia trên làm bốn thức phục hổ quyền cùng ngũ thức hàng long quyền. Dưới hậu thiên tứ trọng chỉ có thể tu luyện phục hổ quyền mà chỉ có thể đạt đến hậu thiên ngũ trọng bắt đầu tu luyện lục phủ ngụ tạng mới có thể tu luyện hàng long quyền. Khương Tư Nam có thể xuất ra một chiêu thần long xuất hải này. Nói rõ ràng, hắn khẳng định đã đạt đến hậu thiên cảnh cụ trọng rồi. <laughs> Đánh hay lắm. Yến vô cực cũng hiểu ra Khương Tư Nam đã có đột phá. Trong nội tâm vô cùng thoải mái, dưới chân nhẹ nhàng chấn động, tiên thiên chân khí lập tức hình thành vòng phòng hộ. Áo đèn phần phật tung bay, diện mục mỉm cười, vậy mà không tránh không né, muốn đón đỡ một chiêu này của Khương Tư Nam. Đoanh! Hành thấm của Khương Tư Nam hùng hăng đập vào chân khí hộ thể. Sắc mặt của Yến vô cực bỗng nhiên hơi biến đổi. Hắn cảm giác được một con được tượng khổng lồ đánh úp lại. Chân khí trong cơ thể lập tức phản kích. Khương Tư Nam bịch một tiếng bị phản chấn ra ngoài. thân hình của lão gia tử nhóng một cái liền xuất hiện ở bên người Khương Tư Nam tiếp hắn xuống. Yến thúc thúc quả nhiên dũng mãnh phi thường. Tư Nam không phải đối thủ rồi. Khương Tư Nam đè xuống khí huyết, đang phiền cổn, tán thán cất tiếng nói. Yên vô cực có có được, mặt ra hơi ửng đỏ. Vừa rồi, hắn cho thằng Khương Tư Nam dù tính toán đột phá đến hậu thiên cũ trọng, tôi đã cũng chỉ là bốn ngàn cân lực lượng một đấm. Nhưng mà một cái kia của Khương Tư Nam đâu chỉ là vạn cân lực lượng chứ. Bởi vậy lão vội vàng không kịp chuẩn bị, chân khí trong cơ thể hắn tự động phản kích, thiếu chút nữa chấn thương Khương Tư Nam. Từ Nam, người bây giờ rốt cuộc là có cảnh giới gì rồi? Lão già già cũng nhìn ra không đúng, lên tiếng hỏi. Con bây giờ là hậu thiên ngũ trọng, vừa huyết khí luyện thận. Khương Tư Nam đáp. Trời ơi! Tất cả mọi người hít một hơi khí lạnh. Đây là khái niệm gì? Phải biết rằng hậu thiên tứ trọng có thể có hai ngàn cân cự lực. Khai bia, liệt thạch, nói không chơi. Sau này, mỗi khi đột phá một trọng sẽ gia tăng thêm hai nghìn cân lực lượng nữa mà một vạn cân lực lượng, đây chính là hậu thiền bát trọng luyện gan mới có được. Nhưng mà Khương Tư Nam chỉ là hậu thiền cụ trọng, liền đã mạnh như thế. Đúng là một quái thai mà. Trong nội tâm của tất cả mọi người đều hiện ra những câu nói này. <laughs> Lão già già, mặt mày hồng hào, cười to không dứt. Hắn biết rõ, năm năm nay Khương Tư Nam không có đột phá, đã ăn bao nhiêu khổ hại. Ngay cả tính cách cũng quái gở rất nhiều, nhưng mà hiện tại lão gia tử hết thảy đều không lo nữa rồi chết mà phục sinh sống dậy Đừng đại năng coi trọng bản thân cách này là một loại đại cơ duyên quân chỉ hôm đại khương từ nam mới chỉ là hậu thiên ngũ trọng liền yêu việt như vậy lão gia tử đem hết thảy đều quy hết trên người đại năng kia Tử hiên ngừng vân các người thấy được không từ nam hắn tất nhiên sẽ là kế thừa kiêu ngạo của các người trở thành tồn tại cường đại nhất ngọc kinh thành thậm chí toàn bộ căn nguyên vực này Lão Gia tử thi thảo nói, có chút thương cảm. Khương Tư Nam chứng kiến gia gia của mình như vậy, trong nội tâm cũng đau xót. Hắn biết rõ, gia gia lại nghĩ tới cha mẹ đã khuất của mình. Năm năm trước, phụ thân của mình Khương Tử Hiên, thiên tư tung hoành, xuất lĩnh thiết kỵ đại càn Vương Triều, liền phá han tộc 18 thành, cuối cùng đoạt vào mai phục, cùng bậu thân song song bỏ mạng. Chuyện này vẫn là đau đớn lớn nhất của lão gia tử cùng cả võ thành vương phủ. Khương Tư Nam có nhớ lúc ấy Thời điểm ra ra đạt được tin tức này, trong lòng một đêm đầu trắng bạc. Bởi vậy, mọi người đều tận lực lảng tránh, không bao giờ nhắc tới chuyện này. Đại soái hôm nay Tư Nam sống lại, tù vì đột phá. Bản thân chuyện này là một sự tình đáng mừng. Chuyện cũ không đề cập tới nữa. Chúng ta không phải nên uống một chén chứ. Hôm nay liệt diễm băng xương tử của đại soái ngươi cần phải bảo đủ nha. Yến vô cực lại nói. Số tiểu tử chỉ biết nhớ thường rượu ngon của lão tử ta Bất quá người nói rất đúng Hôm nay rất cao hứng Là nên ăn mừng một ven đi Phần phó hạ nhân chuẩn bị rượu Hôm nay liệt diễm băng dương tử của ta Tùy người uống thế nào cũng được Lão gia tử cười cười Mắng yêu Mấy người đều hết sức cao hứng Chỉ có Khương Tư Nam chứng kiến Trên mặt đại ca Khương Vân Thiên Hiện lên vẻ cô đơn cùng thống khổ Năm đó Khương Vân Thiên cùng nhi tử của Nam Cùng Chính Hùng Nam Cùng Thắng Được xưng là Ngọc Kinh Thành Hai Đại Thiên Kiêu không đến 18 tuổi đã đột phá đến tiên thiên thông sư, vô cùng yêu nghiệt. Nhưng mà ba năm trước thôi, Khương Vân Thiên vào lúc 20 tuổi, gia nhập quân đội. Thời điểm cùng man tộc tác chiến, bị thần bí nhân phế đi kinh mạch toàn thân, biến thành một phế nhân. Kinh mạch đất đoạn sao? Cương Tư Nam bỗng nhiên lóe lên linh quang. Tạo hóa hồng bông kinh chẳng những là một pháp quyết vô thượng, hơn nữa bao hàm toàn diện. Trong đó cũng có rất nhiều ghi chép liên quan đến linh khí linh đan, bảo dược linh trần trong đó giống như có một loại linh đan đối với loại tình hình này của Khương Vân Thiên cực kỳ hữu dụng. Thánh chỉ đến, Trần Quốc Võ Thành Vương Khương Viễn Sơn tiếp chỉ. Mấy người vừa rời khỏi bản thất, chỉ nghe thấy một thanh âm lanh lành từ bên ngoài truyền đến. Yến vô cực biến sắc, lên tiếng nói. Đại soái thanh chỉ này chỉ sợ là vì huyền vũ doanh bà đến. Ba nghìn huyền vũ doanh tiến vào Ngọc Kinh Thành, chỉ sợ phạm vào vị kia kiêng kỵ rồi. Khương đã ra từ lãnh đông cười cười, khí thế trở nên vô cùng uy nghiệp. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, đừng quên bấm like, đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Tuấn Anh xin chân thành cảm ơn.